xin chào các bạn bạn đang nghe từ sách cộng radio hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách nghệ thuật tư duy rành mạch bí quyết khiến bạn có thể quyết định nhanh chóng và chính xác nghệ thuật tư duy rành mạch sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn về những quyết định mà bạn đã từng đưa ra bạn liệu có sáng suốt như bạn vẫn tưởng chúng ta thường nghĩ rằng mọi điều ta quyết định đều được suy nghĩ thấu đáo và được dẫn dắt bởi lý trí mà không phụ thuộc nhiều vào cảm xúc hay ảnh hưởng từ người khác nhưng thực tế lại ngược lại Hãy khám phá 99 lỗi cơ bản trong tư duy mà bạn cần tránh để có được những quyết định nhanh chóng và chính xác. Nghệ thuật tư duy rành mạch được viết bởi tác giả người Thụy Sĩ Ronald Bailey. Tác giả sinh năm 1966 với xuất phát điểm là một doanh nhân. Ông bắt đầu sự nghiệp viết lách của mình với tư cách là một tiểu thuyết ra vào năm 2002. Bằng lối viết đơn giản nhưng rõ ràng, ông đã viết rất nhiều tiểu thuyết và tác phẩm phi hư cấu. Nghệ thuật tư duy rành mạch là cuốn sách tiêu biểu và là cuốn sách đưa ông đến với độc giả trên toàn thế giới. Nghệ thuật tư duy rành mạch được xuất bản lần đầu vào 2011 và được dịch sang tiếng Anh vào năm 2013. Cuốn sách được viết thành các chuyên mục hàng tuần trên các tờ báo hàng đầu ở Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ. Cuốn sách nằm trong top 10 sách bán chạy nhất của Đức trong 80 tuần liên tiếp và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ngoài Đức và Thụy Sĩ, Nghệ thuật tư duy rành mạch cũng được đón nhận ở nhiều quốc gia khác như Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông, Singapore và Việt Nam, bao gồm 99 chương là tập hợp những câu chuyện, những phân tích của tác giả về các lỗi tư duy mà mọi người thường gặp phải. Những ví dụ cụ thể khiến bạn có thể dễ dàng nhận ra và cũng đưa ra lời khuyên cho bạn để tránh những sai lầm tương tự. Nghệ thuật tư duy rành mạch sẽ thay đổi những thành kiến khó bỏ, giúp bạn quyết định một cách hiệu quả và sáng suốt hơn. Các chương trong cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch Lời giới thiệu một Vì sao bạn nên đi viếng các nghĩa trang 2. Harvard có làm bạn thông minh hơn 3. Vì sao ta thấy mây có hình thù? 4. Kể cả khi 50 triệu người cùng nói về thứ ngớ ngẩn nào đó thì nó vẫn cứ là thứ ngớ ngẩn. 5. Vì sao bạn nên quên đi quá khứ? 6. Đừng lấy đâu miễn phí. 7. Hãy cảnh giác với trường hợp cá biệt. 8. Kết liễu các tình nhân. 9. Đừng cúi đầu trước quyền lực. 10. Đừng mang theo cô bạn siêu mẫu. 11. Vì sao chúng ta thà có một tấm bản đồ sai còn hơn không mang gì cả? 12. Vì sao bạn cần cảnh giác với câu không vấp ngã, không thành công? 13. Ngay cả câu chuyện có thật cũng chỉ là cổ tích. 14. Vì sao bạn nên viết nhật ký? 15. Vì sao bạn thường đề cao sự hiểu biết và năng lực của bản thân? Mỗi chương sách không dài quá 3 trang giấy, nhưng đem đến rất nhiều kiến thức, từ những thí nghiệm được thực hiện hay những kinh nghiệm thực tế diễn ra hàng ngày. Bạn có thể nhận ra những tư duy dường như đơn giản nhưng lại trở thành vật cản ảnh hưởng phần lớn những quyết định mà bạn đưa ra. Nghệ thuật tư duy dành mạch liệt kê rất nhiều câu chuyện và những phân tích cụ thể để chỉ ra rằng, chúng ta mắc rất nhiều lỗi cơ bản. Ví dụ như, bạn có ít quyền kiểm soát hơn bạn nghĩ. Chúng ta tung xúc sắc mạnh và nhẹ với ý nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được điểm số, nhưng thực chất, vấn đề này bạn không thể kiểm soát và đừng nên hy vọng quá nhiều để tránh thất vọng. Hãy cố gắng tập trung vào những điều mà bạn thực sự có thể nắm bắt được. Nghệ thuật tư duy dành mạch cũng nói rằng rất nhiều người có xu hướng tự tin thái quá vào bản thân. Những người thường nghĩ rằng thành công mà họ có được là do năng lực và trí tuệ nhưng nếu thất bại thì đó là lỗi của hoàn cảnh, của những nguyên nhân khách quan. Điều này đã được minh chứng từ kết quả của một cuộc thí nghiệm khảo sát tính cách về xu hướng thiên vị bản thân trong cuốn sách. Cuốn sách còn nêu ra rất nhiều những ví dụ thú vị khác về những lỗi cơ bản nhất trong tư duy mà chúng ta thường không suy nghĩ tới. Nhiều người có thể đổ xô đi mua sản phẩm mỹ phẩm do một người mẫu xinh đẹp quảng cáo với suy nghĩ mình có thể trở nên giống họ mà không nghĩ vì họ đẹp sẵn rồi nên được chọn quảng bá cho sản phẩm đó hoặc lựa chọn mua sản phẩm do người bạn yêu thích quảng cáo đó chính là ảnh hưởng từ trong tiềm thức của bạn hoặc do thành kiến yêu thích gây ra hay như tâm lý ngụy biện chi phí đã mất khi bạn cố gắng đầu tư thời gian tiền bạc tình cảm vào một điều gì đó vì đã đầu tư rồi nên phải theo tiếp dù sao thì cũng mất rồi khoản đầu tư ngày càng lớn hơn điều này có thể trở thành mối nguy hiểm bạn nhìn vào câu chuyện một người đàn ông bình thường sau một khoản đầu tư trở thành tỷ phú bạn cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ có thể đầu tư một cách chính xác như vậy nhưng thực tế đó chỉ là ngẫu nhiên dù là có mẹo đi chăng nữa thì cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi hãy khi nhớ câu nói chúng ta không có khả năng dự đoán chính xác những cảm xúc của chính mình trong cuốn sách và cẩn thận với những gì bạn ước ao những cảm xúc ngắn ngủi khi bạn đạt được một trong những điều mình mong muốn có thể không phải là hạnh phúc thực sự mà bạn đang hướng đến nếu không có gì để nói thì đừng ba hoa đó chỉ là hành động nhằm che giấu sự ngu ngốc hay những ý tưởng không đầu không cuối của bạn. Nhắc đến thành công của một công ty hay một cá nhân, người ta thường lùng cho bằng được một lý do cụ thể dẫn đến thành công hoặc thất bại. Nhưng thực tế là có trăm ngàn lý do có thể đóng góp vào việc thành công hay thất bại của một cá nhân hay tập thể. Cuốn sách còn đề cập đến rất nhiều những ví dụ khác nữa mà bạn đọc có thể tìm hiểu nhiều hơn khi đọc cuốn sách và suy luận về những tình huống xảy ra thường ngày trong cuộc sống của bản thân nghệ thuật tư duy dành mạch xác định những lỗi lầm đã hằn sâu vào trong tiềm thức và trở thành đòn bẩy giúp bạn thay đổi để tránh những quyết định sai lầm những sai lầm chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hại dù bạn có cố gắng tiếp tục nhưng nếu bạn cảm thấy hối hận về những gì mình đưa ra bạn sẽ không cảm nhận được sự yêu thích hay nhận được những lợi ích mà công việc của bạn mang lại cứ mã đeo bám cũng chỉ là đang lãng phí thời gian và sức lực của chính bạn mà thôi chúng ta tư duy đơn giản thiếu logic suy nghĩ của chúng ta bị lệch lạc né tránh những sai lầm của bản thân mơ mộng không nhìn vào thực tế, thường đổ lỗi cho ngoại cảnh, gượng ép bản thân làm những điều mình không thích chỉ là một vài trong rất nhiều lỗi mà nghệ thuật tư duy dành mạch nhắc đến. Cuốn sách sẽ không chỉ cho bạn một cách duy nhất hay cụ thể nào có thể thay đổi kết quả cuộc đời bạn ngay lập tức, mà phải dựa trên nỗ lực và suy nghĩ của bản thân. Tư duy về những sai lầm trước khi đưa ra quyết định sẽ mất thời gian để bạn làm quen và thực hành, nhưng cuộc sống cho phép ta mắc sai lầm để trưởng thành, giống như tác giả nói suy nghĩ vốn rất mệt mỏi. Do đó, khi tác hại tiềm tàng là không đáng kể, đừng hao tâm tổn trí. Những sai lầm đó không gây ra những mối nguy hại kéo dài cho bạn đâu. Lời kết Nghệ thuật tư duy dành mạch là cuốn sách bổ ích để bạn có những quyết định thông minh hơn. Bí quyết không nằm ở một phương pháp cụ thể nào đó, mà bằng cách nhận diện được những sai lầm cơ bản nhất. Mỗi ngày, bạn đều có thể học hỏi từ một chương của cuốn sách, áp dụng vào trong tình huống thực tế và có những quyết định sáng suốt cho riêng mình đừng quên nhắc nhở bản thân luôn suy nghĩ về những lỗi cơ bản trong tư duy trước khi đưa ra quyết định nhé cảm ơn mọi người đã nghe hết bài review của mình hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích các bạn trong việc lựa chọn cuốn sách phù hợp với bản thân